Trong xưa ta đọc này đấy thà ta đâm đi thà ta marketing với cô tiệm xa nó cứ cứ mà từ lời kế thôi hát ấy và nhân từ ca marketing nó mình có nồng chịu cần mà dùng tiền startup rồi chịu small business làm cái business này chẳng anh ấy cứ chuyên dùng mà lấy mua để tụ tới nè chẳng chụp cô nhóm ở đất xa dân này nít cứ dân dạy đặt con chụp mỗi năm marketing strategy trong dự xa tiếp xa trong nằm bài chọc đá nhưng cô ta đầm vì an toàn này hồi về trong việc tham marketing strategy nó nhưng sự đạt từ plan action design to promote and sell a product or service trong sự đạt dự xa khmer nó cứ sự đạt từ chưa cầm rổ đại diện phổ quanh tự đạo và sự cảm phiếp nam mũi đại diện bằng cạp lớn nông ca sắp xài cái đồ chiến lược nơi sự bà cát được cầu là tập hợp gì chẳng hạn ấy bạn những trang bạch thường miền marketing được cầu tìm xa về ở bởi chỉ việc làm bao nhiêu chẳng ở miền trung mình khăn để nhiều thứ ở miền trung của mũi chúng nói trong tim mũi cứ dân ra ra ở marketing nó cứ tìm cái làm bệnh inform hay là create awareness ai mà được tu tới chỉ vật xét potential customer dân lắm còn bạn spam vô thì cầm không bao nhiêu vì product nó sẽ bị bao nhiêu hay cho nó tiếp tí cứ engage and build customer relationship trong này ta phải để cái bạn spam vô vì đâm vì cầm không bao nhiêu khai hỏi trên cho engage and build chỉ tình trạng nó cho mỗi năm hạt tệ chôn bao nhiêu vì có potential customer bao nhiêu năm rồi mới tiết khi mà thấy chui ao ở dân bill chỉ brand image với cả brand values ở cái miền cái ao đồng lại kháng từ brand mới dễ trong một tia hoa đi chỉ dân lên chỉ brand bỏ tên mùi Nike chẳng soi trên Nike chẳng còn mình chỉ brand values mới được gọi bill để về họ sắp chia nam màu trong được cái đáng mà thấy cái chui dân bill cần brand values mới dễ nên hay trường hợp tiếp 4 tại dân trong bài comment marketing lắm cứ để sao vì ai chui boost từ can lụ bao giờ chân tôi bây giờ là tập ho dân mình chụp là tập ho rồi cứ dân mình chụp sản cam ở với mùi cái đó ấy chân cứ marketing cứ indirectly chui nông ca lụ sản phẩm là tập ho rồi sản cam bao giờ mình hay mình tiết kiệm rú từ product hoặc service chân bây đài dân đơn vị ở tại chỗ mà dân hỏi dân lụa tại quạt to hỏi chấm về nó có ta được miền feedback càng được miền này mua về nhiều chấm về nhân thua mà thì nó dân ai đơn người ta tá mà thì đang đài vợ mà thì đang làm vợ và đặt đưa sự việc đang đài vợ một vợ nó cứ chui dân tam giả ra feedback nó cứ chui một đồ từ lời và đặt đưa sự việc về gì hay chỉ trong khối ở đây chúng ta trong khăn là nó cứ dương chia nhà làm nàng cầm hôn rồi có thom management cầm hôn lắm cứ ai chui ao ấy dương make informed decision rồi grow company dương tập một bàn trong decision mà chân muốn with the best the report mà chân muốn đại dương tự bán vì customer bây giờ vì cả dương chấp làm cho tiệm sản chất này trong những cái chuối thu cái những sản phẩm nơi cá sản phẩm nam muối đài viên phong mình sẽ lo tam giải và mang tính mạng hơn. Ok, chẳng chỉ bắt đầu tiếp trong ngày nông bị đọc này vì ok này mang được thính rồi có ok này chịu cám xử xí chẳng hai chữ mình chỉ nốt hai chữ có thọc khơi nơi keyword cái khác đó năng hói phần tán này khác hai chữ còn chưa sửa cho bác năng lực học mà chẳng tìm mỗi cái B2B trong việc bên cái business to business trong sản lợi lợi phê ở marketing na để dương miên transition rồi biến ở chiều cam tới chiều cam thì họ đôi dương miên chỉ cầm hôn mũi đại diện luộc nơi lực sinh ra sản cam ở luộc đông nơi tập lập hoa nam mũi nhưng lúc nó cứ luộc đảo cầm hôn na mũi sinh tiệt chẳng mà nó cứ chỉ B2B marketing hay giống như bên marketing thì chúng ta có business relationship này. Hay về bên kia nó cứ B2C,
chẳng business to consumer chúng ta dùng dây chỉ con phone nó dùng lụa rồi có dùng transition rồi lấy nó tất cả nó à thể chôn mà gì đại quát của mình chỉ dùng chạy con phone đây có chạy cho chôn như chân rồi tiếp bày nó thì customer consumer to business là người chắc mà nói tha nó khi tôi với mình cũng nói tha quạt chỉ thể chôn nó quạt miền chỉ là hoa được quạt đại mũi cận lụa lọt ở hàng business vậy, nắng cứ chịu hệ tăng đàn. Mới tiếp cái C 2 C, chúng em có chỉ consumer, mà consumer có lụa thì lụa khi tôi nhắm máu đại lắm nên nẹt mình đồ men là cái đàn chỉ business là cái đàn thì trong khi hàng đấy có men chỉ cái ai để có tiền hao thì chúng còn đại lụa và to ao cái nẹt xây được cái từ và ok. Chẳng chỉ bắt đầu tiếp nhóm trong để tập trung cho mùi năng how to develop marketing strategy chẳng về những những bản đơn khác khác vì tham marketing strategy chỉ kê háo ấy ta những tài lực mình chỉ ngỏ sự đặt ta những thầm mật đặt bay và cao chỉ biết được sao tìm xa những bạn chơi và một sự thực hiện sự nghiệp chỉ cao như vậy chẳng chụp nhóm tăng ca research hay chúng mình nó bằng sao to tại ban và chỉ cần nó cứ miền là cả bảy sản phẩm sản phẩm này trong là cả tiếng mũi cứ outline strategy trong outline strategy nó sẽ là lời kể trong nó outline strategy nó miền trong nó không nắm buồn trong là xây tiền trong trong là tiếng mũi nó outline strategy nó cứ set clear goal trong mấy tha goal nó cứ về check down cho tao có thể chỉ cam như vậy hay chúng mồi năng nature này market đối chiến nature này cùng đợt tổng hôm này chỉ cam với dân hay chẳng tư dân thật ở phần tác khục ở chỉ cam tầng đó về để dân chọc ra ông ca chỉ marketing giải trí dân cuộc cực vốn phát cư cổ dân sạch ở cổ chứ bạc thay dân trong ba cái kia bậc cập tí hó đối chỉ cổ mũi cư rest brand awareness dân trong thông báo dân thơ marketing campaign ấy. Cứ đồng bày cái score về brand của dân. Được còn mình tiết acquire new customer. Chúng mình thay dân trong bàn là tầy chung thứ mấy. Chẳng phí nắng, này khác bắt ác. Trong bàn bằng phí, phần tái, dân có thể set priority thả tái dân trong bàn mình này khăn hình kì. Chẳng mình lại nghiêm xây tiệt tập tàm về để dân thua chạy đài chẳng á. Hay là chẳng một tí phí, cứ define target audience. Chẳng dân thả ta, thời trang ta tôi bây giờ mình lôi sở mình cái đói và đặt riêng mình cái đói lo mình cái đói ở phần tay và sân chỉ riêng hoạt động cho bạn thay ta audience như là kế tế bây giờ outreach trở lại audience tế bây giờ chuẩn lại lôi chuẩn lại nêu lý từ nơi này tìm xa nó bây giờ gì chẳng ở những thứ từ mấy reach the right people with the right message chẳng như ai xua còn ai tôi bình thà ta riêng mình ấy khác là riêng bắt đầu ao từ can customer với dưới hồi ta mình chỉ thấy cái thực là thôi hồi quần đảo rồi quần sủi của dưỡng unique khóc lại vì đại cụ của cuộc chơi của dưỡng hồi ta hát ấy bạn bạn kê cua tại chơi đó quần đảo rồi quần sủi và cam của dưỡng chỉ chiên vào kè nè đợt nè đợt tây giống thì giống là nó dưỡng thầm bên là sân rồi bác hay dưỡng thì phải cho bác hát tới thằng kẻ đó đi dưỡng ta còn được man còn được nông quanh như còn ở quần đảo khác thì mình đã bỏ tê tạp quạt nâng trình độ văn nạc và văn nạc và nâng sát tài miên thì trình độ mình trình độ như thật định phải hay trình độ tiếp bấy cái file market tam ca research robot ông ca chỉ chớn cơ đối chiến nơi xã rộng về nơi dịch sự khăn hóa đến cái bàn học khơi như thế mùa hẹp tìm mùi là start up rồi có thuộc cái thông minh nữa có phần ảnh chế cứ từ xa tại level demand trong market chúng ta qua một đời ca trong tiêu xá chẳng môn năng dương trong đám ở trên ca mấy mối còn ở những mạch sự chia xa nhưng cũng tại thua ca research sau chiều cho bác đó ta ta và đạt đại mình là tiêu xa và chấp bón năng ta mình nhận cái class competitor với mình cái class dương ai do spot analysis chẳng dương ai do analyze cái tiếp xa và chấm bón
chuẩn bị khăn chuẩn bị sau ở cả hai khăn thì dừng lại miền chứ nói dừng mưa thật á và sinh nhân vô tiêu xa nữa ta mẹ cả là dừng ai chạp vô nơi này đang một lần tiêu xa ở cửa thị trường mình không ở hay một tiếng ai chạp đang start thấy những chạp đang làm mà hơi giờ chuẩn bị tiếp bốn cứ dân thời cầm nọ cho bạn cái tông chỉ mùi năng vật chất nơi từng hôm đã cao trong này bây giờ ta ta ở mang cái thêm thêm những mùi ta dân thời trong này giờ về phần mán hay dân thời trong này tập đặt phần mán chấm bây hay dân thời mình viên lệ cho mình gọi đến xét đá chấm thầm mất dân thầm mất trong này luôn nữa thì ai sự tập hiệp cho mùi năng gồm với dân này dân chọn chiều mình thấy ở thời gian ta về những start tập vũ ai mình bắt chất chờ tới ai chậm này kịp tuổi chậm tới và tóm mắt những ai về được hôn dương căn đã đi chậm đàn thông tới những mình bắt chất những căn chờ tới chậm tới thời gian mình ta và ok chẳng ở cho là KTP chẳng là KTP cứ reach audience chẳng ở tại tâm với reach audience này cứ trong sự nào từ buôn chậm mật thông thông đấy cứ dùng CM thường mắc understand tha ta audio khi chúng ta audio như là cái hói dùng thời hội the best channel bên ta một show bài nào mới reach tất cả tệ chôn bao giờ tất cả audio bao giờ này customer bao giờ nó cứ dùng phải tạm thì sai kỳ chẳng admin tìm mối social media trong thị trường tạo nên sự tập đoàn hói à phải chỉ quan về chỉ Facebook, Instagram, TikTok hay bản thân chỉ business mà chúng này có hình personal chứ thằng LinkedIn này trong từ YouTube trên social media thì mình chọn mình tên là có ai reach out tập đoàn bán tập đoàn bảo page này nature về hiện đại thì again cứ tập đoàn audience về hiện đại hay cho nó TP nó cứ website trong website mình email trong còn này page thì pin này ai miền người chỉ muốn qua sơ âm lại thì được qua sơ đơn là sơ yếu để sang vì cho tất cả cái này thì technical mà chỉ muốn chẳng hạn chẳng ở của website hiện tại từ lâu ta dân miền chỉ domain dân miền chỉ hosting từ lâu website mới là cái ai cho bạn browser cho address website bây giờ tới tầm bay đăng phòng miền sơ bị phòng miền này không này còn không bao giờ này sẽ là cam rồi vào và đặt bao giờ này là thế cái ai này là còn ai mình phải cho cái purchase I order là lên làm to tiền hay website đã là có miền là SEO được biết bên là search engine optimization đó cứ ở nó cứ ở dân ở vô chung mùi chỉ là bỏ mùi đại diện bây giờ tự xây website bây giờ vô chung mùi developer tự xây website đó của tụi mình là nằm trên tầm thân mà chẳng đối cái nghi số cái search hay search bán khớp ở chân trên cái để có search trong Google gọi trong tới rồi mình tiếp cứ website cái ad vô chung mùi năng Google Ads chẳng cho Google nó cái miền chỉ advertising platform là bay một tổng hợp xa về trong bây giờ cho sơ ý mùi tất nhiên hơn hình học vì giá lời kê nó mình đã sau AD nó là từ Google Ads hay trong Google nó mình dùng tool mình agency trên cái platform trong Google nó Gmail ấy còn có phải chụp bằng miền Ads này bạn hay tại trong Gmail lấy từ tại tội email marketing trong hai chị dương người này đã có thể email hoặc kênh cái xem nơi email cho nó nhìn bọc với dưới chắc là nó cứ chỉ có phép email marketing thì cái app shop site thì cần tham dự xe khai cái xem mà đo rồi còn sắp ra xem mà đo tại tâm và đặt cái sự việc offer thông mày hiện tại hay có phép cho nó tiện bày nó cứ cần tham marketing trên cần tham marketing hiện hiện khó play vì traditional content hoặc ta content marketing nó bao trùm khăn từ đầu tiên họ đi chỉ blog post article video rồi có podcast xem xét đài lại là relevant cho mọi người audience bây giờ phần tái go bỏ content marketing mình tôi can lụa để lụa nơi phát đạt được cổ sự bà cam này go được content marketing cứ thường mấy engage hay cho mọi người build relationship cho mọi người audience bây giờ cho mọi năng potential customer bây giờ ok care về brand bây giờ ok vô đăng tham dương nó mình còn là chỉ còn không phải luộc nơi sự bản cam nơi tập hoa nghề phần tái dương care về customer nhưng có cao trình thân mà chỉ muốn để add value cho đăng customer và
ឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ work ជាមួយ influencer នៅក្នុងការបង្កើតជា content marketing សព្វស្ដាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបាទហើយទី4ដែរចំណុចទី4ហ្នឹងគឺ offline promotion អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនិយាយថារឿង traditional វាមិនមែនជា digital អញ្ចឹង offline គឺនិយាយស្ដាប់គឺ face to face អញ្ចឹងមានថាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងការបង្កើតគាត់ simple ដូចជា business card ពីស្មារតីចែកទៅកាន់ customer របស់យើងជា brochure flyer ដែលយើងអាចចែកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗហើយយើងគួរដឹងថាពីយើងនឹង customer យើងនៅណាឲ្យវាថាគាត់នៅស្គាល់យើងឡើយយើងអាចធ្វើជាកម្មវិធីមួយជា workshop ឬក៏ជា event ជា small event meeting មួយនៅកន្លែងស្គាល់យើងឡើយហ្នឹងឬកន្លែងហាងកាហ្វេណាមួយដែលយើងអាចធ្វើកម្មវិធីប្រចាំ customer យើងឬក៏យើងអាច visit ឬក៏ sponsor event fair ឬក៏មហោស្រពឬក៏ conference ផ្សេងផ្សេងហើយប្រភេទមួយទៀតនៃ offline promotion ដែលអញ្ចឹងថា effective ជាងគេហើយអាចចំណាយអញ្ចឹងថាតិចជាងគេហ្នឹងគឺ word of mouth អញ្ចឹងមានន័យថាចង់សម្ដៅថាដូចពេលដែលយើងមានជារបស់អីមួយដែលផ្លាយដែល go viral គេស្គាល់ច្រើនហ្នឹងទៅឬក៏គេប្រើប្រាស់ប្រដាប់របស់យើងបានល្អហើយអញ្ចឹងគាត់អាចណែនាំបន្ត refer បន្តទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត់ទៅកាន់ network គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ word of mouth ដែលជួយបាន marketing ហ្នឹងគឺ reach to people បានច្រើនដោយសារគេជឿជាក់លើមិត្តភក្តិគេដែលគេ recommend មកហ្នឹងមកគេប្រប៉ះនៅសេវាកម្មរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់អរគ្នាថាក្រៅ channel ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺមិនទាំងអស់ទេគឺក៏ប៉ិតប្រភេទនៃ digital marketing វាធំទំនើបមែនតើចំណុចហ្នឹងគឺមានចំណុចតូចតូចជាច្រើនដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកហ្នឹង content marketing 1 social media marketing ហ្នឹង1ហើយ email marketing 1ដែរក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមាន data later ហ្នឹងគឺ influencer marketing អញ្ចឹងមានថាហ្នឹងគឺយើង work ជាមួយនឹង social media influencer ឬក៏ KOL key opinion leader ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជា content អីមួយcollaborate ជាមួយគាត់អញ្ចឹងអាចអ្នកខ្លះគាត់មានហៅពួកគាត់ជា brand ambassador ឬក៏ហើយគាត់ shout out នៅប្រដាក់នៅសេវាកម្មគាត់មួយឬធ្វើជា short film ឬក៏ series TV series អីមួយអញ្ចឹងទៅ include នៅប្រដាក់ placement នៃក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងវា include អាចមាន shout out នៅ social media ផ្សេងៗដែរហ្នឹងគឺ influencer marketing ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងគឺមានrelated ដូច viral marketing ដែលអ្នកខ្លះគាត់បង្កើតជា campaign មួយដែលដូចឧទាហរណ៍ថាយើងអាចមានសិននៅក្នុង YouTube ទៅមាននៅបរទេសគេមានជាច្រើន viral campaign ណាឧទាហរណ៍ Coca-Cola កាលប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏មានបង្កើតជាដាក់ជាបញ្ចូល Coca-Cola គាត់ហ្នឹងពេលគេដែរទៅដល់មុខហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវដូច challenge មួយពេលធ្វើ challenge មួយអញ្ចឹងហើយមានចេញជា surprise អីផ្សព្វវិញទៅអញ្ចឹងមាន interaction ជាមួយនឹង audience ទៅវិញទៅមកហើយមានជា permission ទៀតដែលគេគាត់ធ្វើវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាចចូល viral បានធ្វើឲ្យ branding គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែល្បីកាន់តែគេស្គាល់កាន់ច្រើនហើយប្រភេទអាចមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង affiliate marketing អញ្ចឹង affiliate marketing ហ្នឹងគឺតែមកជា referral អញ្ចឹងន័យថាយើងអាច work ជាមួយនឹង different people ដូចជា third party អាចគាត់ជា influencer ឬអាចគាត់ជាមនុស្សទូទៅធម្មតាឬក៏អ្នកលក់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចមានជា link អីមួយអញ្ចឹង link ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលអ្នកដែលយើង work ជាមួយ third party ហ្នឹងយើង provide ជា unique link ឲ្យគាត់មួយអញ្ចឹងពេលដែលគេទិញតំណែងតាម link ដែលយើង provide គាត់ហ្នឹងគាត់បានជា commission បានជាភាគរយប្រហែលត្រឡប់ទៅវិញទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់third party ហ្នឹងជា partner យើងហ្នឹងគាត់ជួយសបផ្សាយពីប្រដាក់របស់យើងដើម្បីបានកម្រៃ commission នឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ Amazon គេមានជា Amazon affiliate program ហ្នឹងដែរគេមានជា YouTuber ជា influencer ជា business people ជាច្រើនគេអាច
apply cho program đó thì ban chỉ unique link này thì ban commission này cho nó cứ chui thử xe năng cũ hay cái explore những cái trường đang hiện tại và ai về vấn đề mobile marketing để các website tạm biệt từ sắp này cho đã ok chứ trong về mối tiếp tục đó cái tập trung chủ mình là marketing approach chứng ở truyền thông đá về đại diện marketing approach tam dương đấng ở thị trường thì cái follow tam phát triển traditional approach đó cứ đặt ra tìm mối cái awareness hay bắt đầu mất consideration stage chứng customer có cho awareness stage này nhá consideration stage bắt đầu mất thì còn consider đã tỉnh nó còn phải testing sự và can tỉnh mất cho retention retention này hoặc tập lọc ở bên comeback ở tên là tiền theo advocacy đến cái gì connect quạt thương mại quạt keep on to be loyal customer gì to như thế cho nó biết lưu tôi nhập vào nó cái traditional approach còn tay sẽ mẹ more modern approach sẽ mẹ không hôn một trình độ này quạt vừa phải chọn thì quạt follow tam model and standard thì see, think, do and care được cả hai cách STDC đằng này giống như nhóm đồ hiện đi theo to lắm cái rồi nó cái mình chỉ framework mới chẳng framework cái chạy mình chỉ go go này này nó mới mới lắm hay mình how to achieve that goal target audience user story hay KPI hay chỉ mới lần channels về chẳng sẽ map goal thì họ đối với start with C là các tập bộ kể đó to know about you chứ mấy ta nhưng trong inform cái đăng này we are here in the market chẳng cái see see us in the market này người ta must think to look for you chứ mấy ta bây giờ cái khơi là cái bắt đầu nó là cái sinh nó bây ta ok trong trăm ở vì không không bao giờ vì đặt bao giờ nó không có bao kì chẳng cái càng cực bị dưới cái trong looking for cái trong hội gì thì ta mất đủ đủ nó mới take action là bởi tên nơi sự bài cam bao nhiêu tên nơi đặt bao nhiêu nè hay care to come back to you rồi ha customer mới nắm để có tên mới ấy mẹ có chỉ one time customer vậy mình lại có care bị đặt bao nhiêu care trong không bao nhiêu chứ cơ quan làm lại bao nhiêu làm bấy tên nhiều to chứ we repeat lại bao nhiêu chẳng làm bay achieve thì họ I start with C nữa làm bay achieve goal to know about you nữa khi chúng ta try awareness inspire the customer với cái tổng quan đạt score be recognize brand như cạnh tranh chuyên môn chẳng cứ dùng thông minh chỉ awareness campaign cái be aware cho mọi người brand mà company của dùng hay thật cái đầu đi dùng cứ mình dùng thông minh reach ban cạnh tranh là lâu nông nạc ca sĩ hay chẳng story đó. I see something interesting that resonate with me and my view of the world chẳng may thay đổi mỗi đề đại tập tiên kê đại relevant cho mọi mẹ nó còn chọc lắm còn mình chọn mời trong một buổi tối hay KPI nó add number of interaction là platform bao nhiêu app bao nhiêu nó hay hay channel ai mình tạo social media tạo những video có tạo những website content ở trên xe điện tử chẳng hạn cho đồng là ca sĩ chân to look for you đồng bay to tụ ban gồm bán nhưng to try interest interest nó cứ tam giải kỳ tam giải yên thì mỗi I educate people I told you educational content mô hình tới chỉ video được gọi chỉ article được gọi inform được gọi inspire people I got understand demonstrate được understand vì trường mật clang bỏ đặt của dương ta mình trường mật bỏ đặt của dương mình trường mật cái đài cái flow những cái đài unique win value unique person gì cũng trực tiếp cho mỗi năng và đạt được và cam sinh kiện lực tiếp xa giống đó hay thằng kia đầu tiên nhưng ai nhưng ai mình hình cái đau hình hình tay chân lắm trong ai khéo vì nhưng chân rõ đến nhưng ai focus từ lâu mà chân muốn đi quát chỉ commercial intent mà người ta và ai mình khai chỉ
nè bài dơ với customer và hay mình chỉ luôn tiết ai chỉ nè chân đó và còn là bao bìa về một người product rồi còn marketing campaign với các bạn giờ chấm user story mà để mình có start thinking that maybe I should investigate more to understand if this is solution or idea for me. Yeah, cho hai KPI, I mean click-through rate, CTR, click-through rate, nông phê hay admin chỉ go dân set màu. Hay thì họ mới thích đi churn rate hiện tại churn rate vì chỉ keyword nó xong trong sản phẩm lớn ta admin customer đại quát cho một phần product riêng được cho thì customer riêng cho website riêng đó hay quát chốt thờ mà kia rồi cho nó khi churn rate mà đây thay này là có chốt thờ được chốt tính sản phẩm cam của riêng của product của riêng yeah hai mươi tiết khi channel admin được là ca sĩ đã khi so video hay anh nhận tài email của website gì tới hay cho rằng là em đưa nó cứ to buy from you chẳng cứ đâm là hay có mà chụp tin lên sự bạc cam bao giờ này tin bạc bao giờ này chứ những thực tại conversion cứ thông mạch anh miên là seamless experience tăng ở vì pay có hơn nơi nơi có đạt hơn sự bạc cam đó rồi có sự bạc chụp tin này chứ convert quá lắm official customer bao giờ hỏi story đó cứ I do something concrete to connect and express serious interest by signing up for free trial or consultancy or buy a product ở trung tâm. Yeah. Thì KPI visitor loyalty này quạt always come back loyal visitor nữa. Quạt mà check out này cái đặc quyền mà còn là mời chào chẳng hạn. Yeah. Thì cả thôi à abandon mình có abandon là check out nữa được tích chân tới yeah. Thôi là ca trong khối những modern marketing approach nó cứ khẻ trong này là cái nó sống khăn thông tha dương thoại rồi giao thị ở mấy thời có chỉ customer dương long term được một chữ vật chứ hay dương surprise with a delight award after sales service legal cross sell, upsell vậy đó. Trong một tí họ được về đại cái này khác có cơ hội mà chúng muốn có miễn chỉ membership program được gọi là loyalty program tại cái miễn xong là tụ xong point để cái ai có đồ chỉ gift gặp đồ chỉ lôi tập của mình tới ai miễn upsell ta gặp ở nơi phải chọn là phải cam A chúng ta chắc có ai có tham lôi của mạng chúng ta mới có sự bảo cam B để miễn feature cho mình một rồi có tính đạt phân nịch trong năm năm đó thay và top có ai tính ở tham lôi của mấy tính nó có đại sai năng đại chúng ta cũng cứ lại là chỉ upsell được cross sell được tăng series of product này thì dùng nguyên như chẳng ở tại trong một khe nó cứ thay ở bên nhất cứ customer phải chọn thôi là có mình transition P từ bây đo trong năm một hai năm này chẳng đa story snap care cứ I am now a committed customer and I care about the company and solution I have chosen năm này chẳng ở KPI này có được kích thích purchase có tình tập hợp bình hồ chẳng này yeah. Ok đồng là trong cái nào measure success chẳng ở trong measure success nữa miễn bay thông thống tim mũi là tim mũi kia set and track KPI chẳng đảm bay những ai measure bán tha tái marketing strategy với dưới marketing campaign dưới ban chốt chế được đó nhưng thật set KPI KPI nó cái key performance index ở chỗ bà tha ta miễn indicator key performance indicator nát đại diện ai xong lại đăng ta ta dưới là chiêu gồ với dưới thôi dưới tụi bàn mạng kia đôi gồ với dưới trong tập yeah. Năng này nói tập trung cho mọi năng TP và TP cái learn what works for audience chẳng như là cam tha về để dùng cả chỉ marketing campaign chim sẻ cứ nhưng tay tại miền tam giác feedback một chẳng buồn chẳng ở tây hồ tha về để quạt tinh ấy mùi đi có quạt thua ấy mùi
Chẳng về thì em sang marketing luôn tới nhưng đầu này thà ta marketing nó ở từ tôi bàn ở công ty này của phần này như vậy này có phải thì customer có make decision trong cái purchase được ấy chẳng chẳng nhưng learn tam giả feedback tam giả marketing campaign phần đó nhưng sau này vô thì customer nhưng đầu tiên biết đăng thì customer đăng biểu đi cách phát triển muốn chẳng những đăng là ta chuẩn bị phát đài đài có quả pin chất mà chuẩn bị phát là quả có quả pin chất nằm bây giờ cả với từ chỉ action mà này dùng chain tàu với những chỗ là cả tiệm bày nữa thì dùng tè tè nó thì suggestion những ai thở chỉ A/B test A/B testing nó cơ sở là thay nhưng main chỉ thì họ dùng chỉ poster mùi với video mùi chẳng những thua PC này P version sinh như này khóc nia giống đó hay những chai tập làm customer những 20% ở fashion mùi này poster A tại là sự đó cái quạt view nó poster B tại giống yên mình C phim bạc của người ta poster A poster B nữa tao thì mùi na là phải tiêu chí đại miên mà spawn rate của chim cho nó cái ai iterate mà này yên cài sử dụng về thôi với tao là ô chuyên môn tao về cái view page bao nhiêu thêm bao nhiêu video với cô tâm nhận respond làm social media đó engagement làm social media đó nhưng ai đóng nhưng ai thua với căn lỗ trên muốn improve viết cái gì được khi tài năng làm với những tờ hiện chắc mà đi tham nhưng về tập bốn anh hiện còn tá tâm ta là về khỏi một tiết đại diện tâm tha mà thiên sơ là chi mình na hay chỉ muốn một phép na tại ta hết thì ai được phép thì tài tài cho mình hay anh mình ca ca sử dụng tích tụi nên cả là cốt cả tham thì cái dân chạy dài một tầng thì chắc tại tôn cho mọi năng ingredient mà chân luôn đài đài như khi nào sống khám bây giờ tôi marketing đó ở trên develop marketing strategy đó cứ sống khám mình tên cứ tìm mối mình buôn thì mọi nhất là tìm mối cứ offer thì tí value thì buy experience thì buôn cứ lấy lên xịt được cái nghề dối chán cứ việc tha over là này trong này dương à, này thì có việc mới là over trong mà đây là offer trong tại ta bây giờ ai thôi mối tam giờ ta bây giờ tụi bạn thấy mà được thông báo có tài tụi bạn trong mà special price trong mà gọi xe thì như ai mình chịu bộ bài special offer mối ta cho lại được cả free gọi mối trong tới làm mấy ao chạy tiền customer gì thì cái kêu value đó cứ dân cao đẳng khi nộp xa chưa xa xa được chuyển ma được chứ cái mình chỉ client session môi chứng cái cho lại tinh pi time môi nhân từ rồi còn cho một pay rồi cho đọc cái rồi nhân từ về chứ là value nó cứ viên lệ từ chừng nào phone đấy phần value sự khăn này cứ sự mạnh từ lừa brand value của gì là company của dương muối tại dương brand cái ăn lại đợt nè chân dương dương sale là brand value nè tam giải nó cứ dương ai tại tiên thật dương vào dương interest một lần campaign dương này là mình thích cái experience chân experience có per pair customer experience là tam bị quạt hơn see the ball là họ đã quạt see do hay care process nó cứ quạt experience quạt lò mặt nè chân quạt tầm miền nè customer experience satisfaction của chúng ta chúng ta always come back một cái một chỉ customer gì hay trong thổi kỳ những điều gì một relationship cho một quạt not just buyer seller more than that something that tôi quạt vô là close cho một dưới và thế trong chỉ trong thổi nhưng mà xong sâu clay để tông cho một river example và chân luôn này nhưng ở chủ tế cơ chế sản sinh này mà chắc chắn tất cả đọc đấy chẳng ở tiên mối cứ tệ tông cho mỗi năng thu mà chân luôn này đại nhân vật đẹp to hay ai chắc chắn tất cả đọc đấy tiên mối cứ value proposition canvas đại thu với nó cứ ai chú ý dân tiên mối tâm bị customer segment hơi dễ ta customer dân trên đại kế trăm dạy kế tam dạy dân anh đơn vị game mà quạt hay chỉ mùi nằm pain point mà quạt hay ta là bỏ lại cái khác là quạt thử vơ làm bay achieve something này thử quạt
sáu chất rồi quạt này lên tem đó nó tam vậy nó cứ dân ai và cả chỉ value proposition đại diện miếng sơ mèo của vài cái customer gì tăng tam vậy kế đôi chỉ dân miếng và đặt từ cơ sở vị hay nam mối nằm bay cùng bay nơi customer cho của customer gì hay dân ai bên chỉ hay một lần gọi được chỉ tham về sự lắm thì tham chung đối với quạt chẳng thì bảo em mới đại tuổi quạt bạn bằng nơi bạn hà này có chụp tê isu có chụp tê pen có chụp tê hay gần cái tờ tụi mày quạt miền là gần càng khu chính môn thì chẳng thu nó cứ ai thọ trong website strategizer.com đó ní cứ chỉ example này anh thì thay chỉ mobile app mới smart track này cho performance chẳng nắng thì nhưng mà example tới mà là đi họ được cái này game này chẳng thì mình easy to use have advanced career chẳng tới nắng khi lúc bảo là customer quạt quạt game chẳng game cái tờ tại đại app diễn biến tại product diễn biến admin cái admin regularly collects manager feedback work keep track of skill gain exposed to other employees tại hay product I mean thì trên mobile app được một website chẳng chứ như ai hiện thực mất ở vì ở những vài dự proposition gì nó khi trao tỏ từ nằm về cá được có bạn khá đại customer chụp tệ trong hay trong người mẹ trên ta về để dân của kẻ thu nó như hay understand ta customer gì là kê hao hay dân ai đâm ta ta consumer dân viên chỉ bao nhiêu proposition a class là unique compare cho mỗi competitor với những hao anh em suggest out for thu một tiếng để hạ tăng lên canvas hai chữ này mình chỉ muốn có pháp lưu nơi thu mỗi hai thà business model canvas nó như vậy thà ai có ai có bàn đấy chúng ta sẽ mẹ ở startup của small business nhưng sẽ chia sẻ ai ở link canvas vì hiện hiện vi sư đua nó càng vô chiếm thôi ở cô ai vậy thà vì là all sự mẹ này có các bạn chỉ cần vốn vốn chẳng là không ở link canvas thì mỗi trong trường một trường problem chẳng ở mấy thà riêng ở cái issue tại at least mà top 3 issue that customer you mean đó ai list là mà mấy cái chẳng đấy chẳng hạn là những ai start tăng tập nạ nạ ca từ tìm mối kỳ dân họ kinh customer sản chẳng được thu để chúng sẽ mình nâng chẳng mà dù position canvas đó kỳ dân ai define customer sản mình bây giờ là kỳ đi là target customer với người chỉ user là kỳ hay list of characteristic the idea customer vậy là kê chẳng tới hay bắt đầu dân đang customer segment đang hán tỏ những list be problem có chụp tệ pain point này có chụp tệ chẳng đó list down mà thấy mà bắt đầu mà đó thì mấy dân cần phải tha tá ở về để dân đang bị đánh tháo dân của đơn hàng tá miền tập kê trong nội khai để dân ai thuộc bạn ai phải cao chỉ cái cao chỉ service tại chạy tới quạt chẳng khác được gọi riêng người ta chụp đại em mua đại đội quạt được gọi riêng tại nói và tao nói riêng chụp đại họ khen họ solution chẳng là solution chạy kể chẳng outline the possible solution mà chỉ mobile app được gọi riêng develop trên chỉ sản phẩm em mua được gọi software em mua được gọi riêng tại hay tao nói riêng thật là solution mà vậy nó tuy nhiên unique cho tiếp theo nó unique và dùng hợp season này là trong người nhưng thầm nhiên anh ấy thay chỉ single clear message mới tại dương thua nhà đại quạ đa score vì đặt viên sóc vì số cam viên sóc mau hợp thể tôi có chấp rằng từ lời bỏ bây giờ miền này tập máu dương bây giờ miền và dùng hợp season đang háo anh đang ai gì đây chỉ khi selling point với anh chẳng hạn nhưng trong đó họ design được channel trong đấy nhưng mà lớn lên đã tăng trưởng bởi TP step 2 nó cứ channel vẫn tăng trong reach out tập đoàn của ai kì tăng về social media tăng về email website rồi tăng về offline marketing online promotion nên
Rồi tổng dương nguyên chỉ khi matrix là dương ai design á, mẹ từ chuyện nhưng mà lần nào tổng một KPI khi performance index của dương ta ta dương trong reach can của quạt nữa dương của tài khi dương reach nó ta dương nguyên chỉ vậy kia là dương ai define hay giá sẽ ra rồi chúng nó nói cái dương nguyên include cost structure dương này chúng này fixed cost variable cost MC chúng này chẳng khai này chúng ta rồi chỉ trong khối cứ unfair advantage chứng unfair advantage thấy cứ xin lại từ bỏ năm muối để đại dương âm nghi ở cái copy biển to trong đó mới đại đại dương ở miền đại dương á dương định miền đại con ấy để cái trong copy cái trong thời tam biến âm nghi của khi như biết gì sớm ai còn ba từ bốn còn chốt cháy bàn tay nó còn một tiết được sang khi mình ở cái chỗ mà market nó càng sớm về sau sau chủ đề tất cái copy tam tới thời business quất lại chọn làm này chống viêm cơ ở khi ăn anh phèn và anh thấy nó muối đại dương này ở mình cho lại xem thế năng này chẳng ở còn lợt chỉ lấy cái sao về lý mình đặt đá mèo chromon ở nhú ở cái hấp dẫn dương chỉ business to business giống dương thị trường cái dương ở Shopify tam gì network tam gì tất cả bộ quạt chứ đại diện sản Shopify càng của màn lớn càng social media màn sử dụng của hệ cái nature việc chứ nhưng tập cái việc sẽ càng business quạt mà chu và lại thì cũng một quạt họ tin tăng họ ở dừng tới tầm với tối cao ở dừng tới này hay Blue Express riêng chỉ có cái B2B hay B2C đấy trong này hay riêng customer riêng chỉ business Paul, customer dưới, cô chị consumer Paul. Này, chẳng may thay bị quạt chị tên chị là bằng bộ hợp kẹp. Hợp tọc luôn, ấy chẳng còn ai tên purchase ở dưới chuối tên vì bộ tên ấy mà chẳng thấy. Hay đi, chị business hàm môi có trong tên chị khuyên một lạc, có trong tên chị mọi bộ những xe làm đi. Nhưng thời chị càng quạt, nó như chuối support quạt, nó đã được chuối được bảo tập đoàn nên nó giúp mai chẳng thấy. Yeah, nâng này. Chẳng là nóng người khi dùng sọc xài tam gì ạ nóng đài trong mình dùng bộ tam một page nature này business này chẳng là chỉ trong cái nhưng như chỉ khi take away một chuyện là muốn bị tìm mối khi dùng đọc nền ban Spanish thì với cái chuyện marketing rồi tp marketing is a plan action that is designed to promote and sell a product or service rồi hai ấy bạn marketing trong bát trong mình cùng người trong loại nó to inform to engage to be a brand to sell to improve product and service and to make informed decision and go hay một hệ marketing business nó là cái hệ B2B B2C go C2B go C2C hay mình khác có B2B to C giống của này hay chẳng tầm bay develop marketing strategy ban chút chơi nó cứ suggestion cứ thay những ai outline strategy này cho bạn đó mình cho mình buồn cho phần khăn đó hay tổng mắc cái riêng reach audience tam nhạc channel để dạ sóng để audience lên nóng hay tổng mắc cái measure success tam nhạc KPI tam nhạc gặp mặt trên sinh là bây giờ đang những thay tại những ai test như ai iterate về bản lọc chứng muốn hay những điều kiện lọc ở mình. Ok, trong cái kia chỉ marketing tools một chuyện lớn về như thế có hay top và sao top ở chắc đang đấy thu một chuyện lớn nhưng mình chỉ free trial hay là bán thu một chuyện lớn tiếp còn chỉ là chỉ paid trong sẽ lựa paid business nhưng đã thấy những trong mình bestseller thu mà trong điều thu bay lớn ấy ở Hootsuite Social Baker mới HubSpot nó cứ chui vô nó manage social media channel vậy trong person chỉ riêng thông đá riêng thu đại mình sẽ social media mua để Facebook nhé mình Facebook business manager business rate agent rồi có riêng ai port tam vậy nè còn ta mình thu nếu mình riêng mình buôn thẻ social media xin xin kia lắm nó platform của mua này là nghi số nó cascade vô nó cả nó mở hay riêng miễn chỉ hiện detail report chỉ trên thu đầy miễn sẹp nông social media hiện luôn nè hay đối với website mình tiện cứ medium cứ chú ý đến tất cả
mình chỉ template, mình chỉ platform mà xếp một cái nhưng tôi sẽ chỉ article chỉ cần thêm lời bộ sai chứ không ai thế này chỉ muốn được cái media nó nên nên chỉ thu cho này cái popular này hay phổ phê mình nó cứ phổ phê chỉ chatbot bột này sẽ là viên tam việc nó cứ lấy tôi chỉ muốn cam bia khách customer lên ship cho mình customer với cho người được ra còn hãy tới menu của mình cả chat bật mặt của mình chấm còn đang phổ biến ai có thu mình chỉ muốn gì chatbot được gọi mini chat thì nó cứ ai dùng ai chọn chỉ xin đồ vô chỉ question này hay chúng ta có trao đổi đọc của mình tâm mà trong tới khi gặp thôi cả menu cả trao đổi mình này hay thu sinh tiết từ chỉ Canva xem nhập đến chui trong cả design chúng tôi này có ở bên hàng creative brand marketing này trong hàng chơi hàng design software và có thu đúng rồi mình tiếp thì thu xem nhập manage email marketing hay mình chỉ option là chỉ SendGrid cập chỉ MailChimp này thu nó sẽ tại world class trong cả manage customer bao nhiêu này những email list này customer bao nhiêu thì và subscribe email list những chân tới những ai send chỉ weekly thì còn monthly information newsletter để đăng tập tạm biệt này và hay mình tức cứ resource nơi website mình chỉ muốn là những ai cho tới research từ find out resource bị bộ quát trong đối chứa host viên đến khi mình chụp lọc sức sạch về cơ sport này nắng espresso nó cơ có xong mình blog tiếng ai tôi research về marketing digital marketing này bộ page marketing strategy xin xin để những ai lên bộ quát bàn này hay đồng website chẳng tiết để những ai tôi research bật hàng chứ và trên trong khối cũng lê với tờ personal motto những từ stay humble and stay hungry for more. Và so chân như tuần nắng và cũng sáng xong một câu tại ai thành thêm mình bạn sẽ mong con xem ra bạn mong hành đọc bộ bài bỏ bóng đó nên hiếm chung vào đó vẽ xong nó nâng chấm lái mà chúng ta bỏ bóng ôn mình xong nâng nâng chấm lái thì ai lược đài mà rồi có bác microphone xuống của bạn đài nhưng ai tốt bê về liệt là ai nạ cho rung bỏ dương cực vô tì xong nô nhóm bạn triêm xong nô vô chấm nôn khắc đáy tìm mối trong số tha ta bong ta hai đôi bàn bong bàn chập đam bên ca chập vào đóng lơ chuẩn đi này cha sắp sai nghỉ sắp sai lơ mai là thi bàn sắp sai bàn hai đôi bàn bong chập đam bên ca chập vào đóng lơ marketing ok nâng này ở quân trở nâu nơi nó xin lũ á chúng tôi bóng được xa cái muốn ở bong cái bong này nơi hiện đó cứ hiện là khăn này cái bong gì những khăn này mass media communication giống như cái bên này hiện nó có hiện trạng đó khăn này creativity giống đó để sang bong hiện cho chụp những cái design graphic design xin xây đó hay cho chụp là creativity thôi viết lệ tới chỉ một marketing nó là marketing về require họ cứ từ khâu thinking nó cả từ bài dương mình create theo thinking làm bài promote unique từ càng people giống á chẳng có chấp làm được nữa để ra vô tham gia được team khi tăng tiền nó sẽ lãi mình project nó sẽ lãi nữa tại sao sai được càng public vậy nó tuy nhiên tham gia mang được team tham gia anh như này ở về cho từ ca chất đấy có bọn cho từ ca hàng hai mang được team này trong một sao từ ca mang được team này chẳng có lớn bị thì nó cản trở, có trao động bị nó cản trở. Nên vì do tham gia thiết viên rồi bỏ đây thông tuần lý những anh lớn bị cản trở, cho mình muốn trao động không được sai. Bạn xong một cuốn nhóm mình xem nội một tiết. Tao bong score sự phơi được bọc force lọ lọ na này marketing đã bong ai chạy cùng lại chun thu sinh đạt bao nhiêu đại tệ. Ok, bà xem sự phơi bong sự recommend được sai chứ? Suppose for marketing chúng tôi bong gió này vì việc quá ta lươn một tẹt hoặc đâu ta lươn một tẹt trong suppose ai nên bây giờ lỡ lỡ ở tại vì bây giờ một năm tức cứ out there này còn này nó sẽ chơi ai có thể hiện chỉ kick off bên nhé này và dân có chọc lắm ở thì họ đi trong nông skillshare skillshare.com cái mình chỉ subscription để giúp bằng trang khai nó còn nó cứ biến culture tên họ quan custom nào em
vì khó là trong bàn thình từ đó nó nặng đáy nhưng ai lơ này vô ai bán đó hay mùi tiết ai miền chỉ khó sơ ra đặt ô chí đang chỉ gặp sai mùi đại nhưng ai từ từ hiện hết bán certificate to đặt trong cái khó nặng đáy hay cái vấn đề miền miền chỉ khó mùi đại Google có check nó đặt trong lệ tư cho mùi bàn thình đó đang giải sơ mà Google marketing call center nên ai hiện bán thì tạo lại nhé hay những bán sự kết bị hàng Google thì có kẻ bán này đằng này rồi mình tiếp mình tiếp lại một số chat nữa cứ chị app mối bỏ ở Google đó tăng bóng chat được chị Google Primer đằng này Google Primer ai search mình tấn nó như ai download nó không App Store được gọi Play Store bán Google hết P O I M E R đó trong là nó chỉ free app mỗi đại diện ai learn về marketing chỉ biết digital marketing content marketing social media analytics SEO branding nó cứ mà chọn nó cứ learn mà thì nó mang cho hết free đi này bạn trong vòng sự sân bên mạng bạn xong một con là đi nhâm xong ba cái ai cho nó được bao nhiêu số nữa xong dọc cái này xong rồi xuống xuống nổi chung với các mình bạn chẳng là cái tha mình có mình là đã mình xuống nổi bật thay một tế được này bất tha dân cả đó về lấy xong xong trọc xong đọc cảm chọc cảm thi nó đáy một nâng trong xong này nó bị cảm thi môi được bông trăm một đồng đọc được cái mê để chỗ đáy cứ cảm thi mua cảm thi của đứa này chịu cảm thay để chất thó là chỉ cảm thi xong đọc phần đó nâng phần lươn thuộc được cái mấy bởi chẳng bởi xanh chịu bóng ôn trọc vào đóng ai xoay ngốc bó là mình bằng thay tam để dạ tổng bộ Facebook rồi bao giờ xong học tốt năng xong chẳng được lý học không sang để lên đọc bạn là